Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cậu bé đang đứng nghe điện thoại trên điện thoại bàn này. Hãy cùng tô với mình nhé. Trước tiên là với mái tóc này thì mình sẽ dùng màu đen.
là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cậu bé đang nghe điện thoại bàn này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.